chồng em cái gì cũng tâm sự với mẹ. Ừ, mẹ ơi con quen con bé này rồi hả, mẹ ơi con ở với bé này. Thế xong mẹ còn dặn rồi hả, con đừng có cho bé đó người nha, cứ để thả luôn đi, dính mẹ cưới. Cái quan niệm mà có con trước khi cưới á, thì người ta sẽ kỵ cho dâu vào nhà, nguyên cả gia đình sum vầy vậy đó. Mẹ nói một câu mà em nhớ hoài luôn. Mẹ nói trời sao con dâu mẹ sinh xong mẹ xấu dữ vậy, lúc trước mẹ sinh con xong mẹ đâu có xấu gì đâu, thôi để mẹ dỡ người con ra mẹ lên mẹ cho con coi nè. Đúng là mẹ đẹp thiệt, nhưng mà mẹ cũng không nên nói vậy. Em tên là Phán Hoàng Kim Phượng. Tên lạ nhỉ? Tên lạ quá hả? Phán Hoàng. Dạ. Công việc hiện tại của em là em đang làm mẹ bỉm sữa của hai bé được 3 tháng tuổi. Em sinh đôi, em sinh năm 2000. Hả? 2000 là năm nay 19 tuổi. Dạ, đúng hả? Trời ơi. Hiện tại là em đang làm dâu của mẹ là được 6 tháng 25 ngày rồi. Con trai quen với cô dâu bao nhiêu năm vậy? Mẹ chồng dắt con dâu về giới thiệu với con trai mình. Trời đất ơi. Ủa là sao, cái duyên số là sao cô? Trước cửa nhà cô là có cái tiệm làm đầu á, thì cô hay ra ngoài đó cô làm đẹp. Cô thấy con dâu bây giờ của cô ưng ý. Thế cô mới nói là khi nào con làm xong con về nhà cô, con làm kế hoạch nhỏ nha. Em về nhà cô thì mới biết được con trai. Mà đầu tiên thì cô lại nghĩ là em thích con trai út cô cơ. Tại vì con trai út cô với em là bạn học cùng lớp cùng trường. Nhưng mà không phải là như vậy, mà là với anh hai. Nhà mấy đứa con trai? Hai Quyền Linh. Lúc đầu mẹ về thì mình làm cho mẹ, thì mẹ có tâm sự là con trai cô hiện giờ đang độc thân, cô tính làm mai bé này bé kia cho chồng mình. Thì lúc đó mình thấy cũng bình thường lắm. Mà lúc đó mình với chồng mình lại rất là ghét nhau. Ghét gì, vụ gì? Thí dụ như ổng khó ưa lắm. Mặt hay nhăn nhó, lúc nào cũng nụ quá. Thì không có ưa. Chồng mình cũng đâu có ưa mình đâu. Chồng mình nói là hả, mình làm tóc thì mình nhận tóc thì mình phải đeo khẩu trang. Chồng mình nói chở xong bé này vô nhà mình nó không chào mình mà đeo khẩu trang hoài. Khi nào mình mới bắt đầu có tình cảm với anh chồng của mình? Dạ thì cũng một hôm như mọi ngày. Thì mình làm tóc cho mẹ xong rồi thì cái trời nó đổ mưa. Trời đổ mưa xong rồi mẹ kêu là thôi có lại con ăn cơm với gia đình cô, lát nữa anh chở con về. Mẹ vô bếp, mẹ nấu đồ ăn. Mà bữa đó không biết hên xui sao mẹ nấu xém trái nhà. Hả? Tại vì mẹ làm cá khét, khét nghẹt luôn. Thế là hai vợ chồng ăn, ăn xong rồi chồng bảo là hả, em mẹ đổ thừa cho con dâu. Mẹ nói là hả, con dâu làm đó thôi con gán ăn đi. Thế là nhịn ăn xong rồi hỏi từ lúc mà tại sao hai vợ chồng quen nhau. Tại bỏ bùa tôi, bà làm cá khét cho tôi ăn, cái tôi dính từ đó luôn. thì mới có mấy tháng cưới này là 6 tháng 25 ngày thì bé đã 3 tháng rồi. Ủa vậy là có bầu chưa? Có bầu chưa? Mẹ là người biết đầu tiên, mẹ dắt con dâu đi khám thai hàng tháng. Em còn nhỏ mình chưa cưới nữa, rồi lúc mà quen nhau mẹ có phải chỉ là mình phải nên bảo vệ hay là dạ mình... Cái đó thì mới là cái lạ lùng nè chị. Chồng em cái gì cũng tâm sự với mẹ. Ừ, mẹ ơi con quen con bé này rồi hả, mẹ ơi con ở với bé này. Thế xong mẹ còn dặn rồi hả, con đừng có cho bé đó người nha, cứ để thả luôn đi, dính mẹ cưới. Thế là cứ thả. Mà trước đó là báo động giả mẹ 2 lần. Mà trước khi báo động giả là mẹ cứ mẹ ơi sao con thấy con bé đó sao nó giống có hai đúng không. Thế xong mẹ cứ không chần chừ gì hết, mẹ cứ đưa tiền cho chồng dắt đi khám. Nhưng mà báo động giả 2 lần. Cái lần này mẹ không yên tâm. Thế xong mẹ hôm đó mẹ tận dắt đi luôn. Mẹ dắt đi xong rồi bác sĩ bảo là có 2 em. Wow. Mẹ mừng rớt nước mắt luôn. Mong muốn có cháu sớm gì đó hả? Mà mẹ rất là tâm lý. Tại vì cái quan niệm mà có con trước khi cưới á, thì người ta sẽ kỵ cho dâu vào nhà. Thì có những người hàng xóm á, người ta bảo là người ta nói tránh cho mẹ em là không có cho dâu vào nhà. Nhưng mà mẹ em rất là thực tình. Mẹ em nói là không có. Cô còn dắt con cô vô, cô dắt tự tay cô dắt con dâu cô vô nhà mà. Cái điều đó khiến em rất là vui. Hai mẹ con có hợp nhau điều gì không cô? Hợp về làm đẹp, hợp về cách đối nhân xử thế. Chỉ có một điểm không hợp là con dâu thì em còn nhỏ quá nên em không có được gọn gàng.
Rồi cái thứ hai là em rất là khó tính, em khó tính hơn mẹ chồng nữa. Đối với ở ngoài, em rất là kỹ trong gia đình về các mối quan hệ. Ví dụ như người quen, mẹ chỉ quen biết một lần thôi mà mẹ dám cho qua qua ở nhà mình qua một đêm luôn, mà em rất là sợ những vấn đề đó. Nhiều khi cãi nhau là chỉ cãi nhau về vấn đề chồng con thôi. Ví dụ như chồng em hư này kia thì mẹ em phàn nàn, mẹ em la qua em, chứ mẹ không có. Anh thấy gương mặt của mẹ là một người rất là phúc hậu luôn. Ở trong nhà thì em làm được điều gì giúp mẹ? Em phụ mẹ coi nhà cửa, coi trước sau, với lại cái nhiệm vụ của em là chăm hai bé. Dâu còn nấu cơm nấu nước ăn được không cô? Được, con dâu còn nấu con cơm ngon hơn mẹ đó. Về vấn đề bếp núc thì mẹ thì nấu không ngon bằng em với bố. Em với bố thì lại rất là hợp về nấu ăn. Cái hôm đó là Quyền Linh nấu trong mâm cơm gia đình á, có những món gì đó là bố sẽ chụp lại, chụp màn hình lại, xong rồi cuối tuần sẽ nấu những món đó. Trời ơi hay quá. Cảm ơn bố nha. Chắc đôi khi bố nấu có hay ngon hơn anh đó. Giờ đỡ tốn tiền làm tóc rồi ha. Mình yêu. Mỗi lần mẹ bực lên là mẹ nói nhiều. Ví dụ như mẹ giận cá chém hớt, mẹ giận chồng mình thì mẹ chém qua mình. Có không? Có bao giờ bị không? Bị hoài chị. Chết chưa? Có giận không? Dạ, giận chứ, giận bỏ cơm luôn. Trời. Mẹ với mình cãi nhau về cái vấn đề là nuôi to, cho nên hai mẹ con hay xảy ra mâu thuẫn đó. Bữa đó là giận mẹ lắm. Bữa đó mẹ thấy bỏ cơm nguyên ngày thì mẹ năn nỉ, thôi ăn đi con. Ban đầu mẹ còn kệ, nhưng mà mẹ thì tính mẹ hương con lắm, cho nên mẹ không bao giờ giận được lâu á. Cái mẹ thấy vậy mẹ vô mẹ năn nỉ. Mẹ có cái thú vui nhỏ, mẹ khoái chọc cho con dâu khóc xong đi năn nỉ. Ủa chứ phải không cô? Tại vì trong nhà nhiều khi cho nó có tiếng cười đó. Đúng rồi. Nhiều khi Linh cũng vậy, hay chọc con mà cho nó giận, xong rồi cũng theo năn nỉ vậy đó. Làm quề, nhiều khi nó làm quề giận 3 ngày luôn vậy đó. Mà khoái chọc. Nhớ nhất là cái lần mình mới sinh thì mình sồ sề, mình sống, mình cứ ngồi trước gương rồi, mình đã ngó rồi, mẹ đã thấy rồi. Tối đó nguyên cả gia đình sum vầy vậy đó. Mẹ nói một câu mà em nhớ hoài luôn. Mẹ nói, trời sao con dâu mẹ sinh xong mẹ xấu dữ vậy? Lúc trước mẹ sinh con xong mẹ đâu có xấu gì đâu. Thôi để mẹ dỡ người con ra, mẹ lên mẹ cho con coi nè. Đúng là mẹ đẹp thiệt, nhưng mà mẹ cũng không nên nói vậy. Trời ơi, chết rồi. Con dâu tổn thương. Tổn thương rồi sao em? Mẹ giỡn sao? Giận rồi khóc. Khóc hoài luôn. Mẹ dỗ hoài không nín. Cái mẹ nói thôi, con ăn gì mẹ nấu cho con ăn đi. Nhưng mà cái mục đích của mẹ chọc là mẹ muốn con dâu mình đẹp hơn hay là phải chăm chút cho bản thân nhiều hơn hả cô? Cái lúc đó thì cô nghĩ đơn giản thật tình lắm, cô thấy sao cô nói như vậy? Không, đúng rồi, những người phụ nữ ta sinh xong ta sồ sề, người ta có hơi xấu hơn ngày thường, nhưng sau đó chăm sóc con một thời gian, đẻ thêm đứa hai ba đứa nữa, nó sề hơn nữa. Nên là nói như thế để mình có thể vừa chăm con, sau đó mình phải chăm sóc sức khỏe của mình là chính. Nhưng mà cái lúc mà em sinh á, là mẹ có chăm sóc cho em kỹ không? Dạ, cái vấn đề này thì cũng hơi buồn á chị. Tại vì mẹ em lớn tuổi rồi, mẹ em quên hết những cái kỹ năng hồi đó mẹ em làm mẹ, cho nên mẹ chăm sóc em không được kỹ lắm. Tới khi mà mẹ em nói một câu em rất là cảm động. Mẹ nói là mẹ già rồi, mẹ không có chăm sóc được con như trước nữa. Tới hôm nay mẹ vẫn chưa mua được đồ xong cho con nữa, mà con đã được 3 tháng rồi. Đó, thì em nghe cái đó em cũng cảm động. Tại vì ngày xưa cô cũng không có mẹ chồng, mà cô cũng không có mẹ đẻ, nên cái khi cô sanh cô cũng không biết cái gì hết. Vậy cũng tự nuôi con, rồi con cũng tự lớn. Thành ra là lúc đó mình cũng không biết cái gì, đến bây giờ mình nuôi con mình cũng không biết cái gì để mình lo cho con. Bây giờ nhiều khi con nói mẹ ơi con đau lưng quá, mẹ cũng đâu biết làm sao giờ. Mình có bao giờ nói gì mà làm mẹ buồn không? Có cái đợt mà em làm mẹ buồn là do hai mẹ con tranh cãi với nhau về vấn đề nuôi con nữa. Cô ở nhà thì thường cô nói với em là cho con cho cháu uống nước đi thì con lại không cho. Con nói là trong sữa đã có nước rồi mẹ, bé bị bệnh đi bệnh viện thì bác sĩ mới biết là không cho uống nước. Thì bác sĩ mới la thì ra khỏi phòng khám thì cô la con dâu cô liền. Cô nói là ở nhà mẹ nói con không nghe, con thấy không, 3 tháng trời cháu không được một miếng nước nào,
Bây giờ bác sĩ nói con mới nghe. Với lại trên đường về thì cô có nói với em là sau này bố mẹ chết chắc là bố mẹ không lo được cho em Út đâu, thì con là dâu lớn con lo cho em. Lúc đó thì con dâu cô mới nói rằng là con lo cho hai con còn không xong, làm sao con lo cho em. Cô cũng rất là buồn, cô về cô mới kể lại cho chú nghe. Thì chú nói sau bà không nói là chỉ lo về tinh thần thôi chứ kinh tế dễ gì đã lo. Cô về cô cũng nói lại với em là lần sau mẹ không đồng ý con nói như vậy. Mẹ con rất là tâm lý. Mẹ tâm lý mà từ lúc mà mẹ cưới về xong rồi mẹ huấn luyện cho một khóa giữ chồng nữa. Hay quá vậy ta. Huấn luyện à, con ơi sau này mà chồng con có chán, chồng con có chơi, chồng con có đòi ly dị á, thì con cũng không được ký nha. Tại vì sao con ký rồi là con đang mở đường cho hưu chạy á. À. Hay nha, bà mẹ chồng rất là hay. Thôi bây giờ coi chồng mình nói gì nha. Vợ chồng người ta khi quen đi chơi này nọ thì đi Vũng Tàu, đi Đà Lạt hoặc đi xa xa đi chơi rồi nọ. Còn vợ mình á thì cái kỷ niệm đầu tiên hai đứa dắt nhau đi chơi là vô sở thú. Vợ mình vô sở thú, mình thật sự là bây giờ mình không biết vô trong đó mình chơi một cái gì và mình ngó gì luôn đó. Còn tại vì vợ mình á thì nói thật ra thì cũng là họ Phán, tên Phán Quang nữa, thì chắc giờ vợ Phán sao chồng nghe vậy thôi, chứ chồng cũng không dám có ý kiến. Ai nói bảo 18 tuổi bà khờ đâu. Thật sự là chính mẹ nói bà rất lanh, để tôi thu luôn. Mặc dù cho có bất cứ cái gì, vợ của anh vẫn là số 1. Ông chồng cũng rất là vui ha. Cô có muốn con dâu thay đổi điều gì không? Con dâu cô là cô cũng tương đối là đồng ý đó. Chỉ có điều là con gọn gàng lại một tí, đừng có để cho mẹ nhắc nhở con nhiều về vấn đề ăn uống. Con phải tự lo cho cái bản thân mình. Mẹ bận rộn nhiều lắm. Em thì em mong muốn mẹ vẫn dạy, vẫn yêu thương em như ngày mới về. Con mong muốn mẹ là mẹ giữ gìn sức khỏe cho mẹ nhiều hơn. Sau này con có sai thì mẹ không được la con, mà mẹ phải yêu thương con gấp đôi. Gì kỳ vậy? Dạ. Rồi. Cảm ơn hai mẹ con thì mình ôm nhau nào. Đấy. Rồi, chúc cho gia đình thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Một kỷ niệm gửi tặng gia đình để nhớ chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Dạ, thay mặt chương trình con cũng có phần quà dành tặng cho cô. Đây là thực phẩm Ala Bio với thành phần 5 Ala, được chứng nhận lâm sàng về hiệu quả tăng cường chuyển hóa đường thành năng lượng, giúp ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị đái tháo đường. Còn một phần quà nữa dành tặng cho cả nhà mình, đó là một chiếc Smart TV 32 inch trị giá 4.690.000 đồng của thương hiệu Akino của công ty cổ phần Phúc Ngọc Anh, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt. Xin cảm ơn hai mẹ con đã đến với chương trình ạ. Dạ. Qua chương trình thì cô có tặng cho Quyền Linh một bức tranh, với Lê Lộc một bức tranh. Yeah. Là tranh này cô tự cô thêu. Yeah. Đây là cô tặng cho Quyền Linh. Cô biết là Quyền Linh đem lại niềm vui hạnh phúc cho nhiều người lắm. Trời ơi tuyệt vời quá cô. Quá là đẹp luôn. Cô ơi cái này là cái bông gì cô hả? Bông đào, bông... À. Còn cái này cô tặng cho Lê Lộc. Dạ. Cái này là cô có đôi chim câu. Dạ. Cô mong cho là lập sớm có đôi có bà. Con cảm ơn cô rất nhiều ạ. Dạ, con cảm ơn cô. Lập ơi, con thua bên kia rồi đó. Người ta 19 tuổi mà có hai đứa đó con. Dạ. Con hai mấy mà chưa có đứa nào đó con. Từ từ con đẻ gấp đôi cô ha. Thôi thôi, đừng có nói sinh bốn luôn nha. Đẹp tuyệt vời đó cô. Dạ, cảm ơn, xin cảm ơn cô ạ. Chiều tụi lại thay đầm hát. Ờ đang lên mặt cũng đẹp nè. Bữa nào mà mặt đầm mà hơi xấu xấu nữa, mặt đầm xấu lắm thì thay đầm hát đi. Xin mời. Rồi, xin chào mẹ. Dạ, chồng nàng dâu. Chào cô. Dạ. Trời ơi trẻ dạ, quá chị. Dạ xin mời chị ngồi ạ. Chà. Mẹ chồng nàng dâu quá trẻ. Trời, giống hai chị em quá vậy. Bây giờ mình giới thiệu cho mọi người cùng biết đi. Chào Linh, chào Lê Lộc. Dạ chào cô. À, mình là Huỳnh Thị Thùy Trinh, sinh 1965. Wow. Ở Lóc Giò, Quận Tháp. Mình dạ. Tên gì? Dạ tên Huỳnh Thị Thùy Trinh. Trời ơi 65 tuổi. Ê, quên. Xin lỗi. Sinh năm 1965. Dạ 65 là hôm nay là 54 tuổi hả cô? 54. Dạ. Trời ơi nhìn nói xin lỗi nha. Ba mấy không mình á? Mình tưởng đâu là em Quyền Linh á. Dạ. Dạ chào chị.
Đẹp quá. Cảm ơn anh. Dạ, xin mời chị giới thiệu về mình ạ. Dạ, chào chú Linh, chào Lê Lộc. Em tên là Phượng, em sinh năm 91. Hiện em đang là nhân viên marketing của phòng khám quốc tế Care Plus. Em đã có hai con và em đã làm dâu được 4 năm 5 tháng rồi. Ủa, chính sinh 91 hả? Dạ, 91 ạ. Hai con rồi. Dạ. Lớn nhất là nhiêu? Bé lớn là gần 3 tuổi, còn bé nhỏ là 5 tháng ạ. Giỏi, thấy chưa, là giỏi chưa? Ngày đầu tiên mà mẹ chồng gặp nàng dâu đó, thì mẹ chồng cảm giác gì về cô gái này? Mình cũng thấy bình thường thôi, tại vì con trai của mình nó hơi hào hoa, thỉnh thoảng cái dẫn cô gái về nói là bạn. Thành ra bạn bé này tới mình cũng nghĩ sao cũng như mấy bạn trước, nhưng mà điều bé này thấy của nó có vẻ nó xoáy sâu hơn nữa. Nó mẹ để ý đi, bé này nó dễ gần lắm, là cái mình mới bắt đầu chú ý. Rồi bao giờ mới biết đây là con dâu tương lai của mình? Thời gian cũng không ngắn mà cũng không dài, hình như là con về dạ khoảng con về khoảng 1 năm mấy. Khoảng hơn năm mấy. Dạ thì rất là mến tay mến chân rồi. Dạ. Thương nó không? Thương chứ. Rồi bao lâu thì mình cưới cô ấy? Quyết định ngày cưới rất là nhanh, gần như mọi người hay cho là cưới để chạy, cứ chạy bầu á. Người ta nói vậy chứ không phải. Nhưng mà điều gần như chỉ còn một cái tháng cuối cùng của năm, nếu như mình không tổ chức thì nó sẽ lọt vào cái năm sau. Thành ra tội nghiệp cho tụi nó. Là không có tốt đúng không? Dạ dạ. Cái lần đầu tiên khi mà chị gặp mẹ chồng á, chị ấn tượng nhất điều gì? Mẹ em rất là trẻ. Dạ. Có cái là trước khi về chồng em dặn mẹ anh khó lắm nha, em lo đi nha, ý tứ này kia đi nha, làm cũng run cũng sợ. Nhưng mà khi mà về rồi thì thấy mẹ cũng không có như cái lời nói đó. Con dâu về làm dâu có tốt không? Tốt chứ. Làm dâu ở Đồng Tháp luôn? Dạ không, bé này thì nó ở Sài Gòn. Khi mà cưới nhau là mình về làm dâu được bao lâu? Em cũng đi lên đi xuống thường xuyên. Trong những ngày làm dâu đầu tiên đó, con dâu có hoàn thành cái nhiệm vụ dâu con với mình hay không? Mình có buồn điều gì với con dâu hay không? Cưới ngày trước ngày sau thì tụi nó dẫn nhau đi mất tiêu. Nhưng mà đường nó dẫn đi về hoài. Nhưng mà những cái lúc mà ở nhà đó thì con dâu có nấu nướng giặt giũ để phụ mẹ chồng làm gì không? Dạ cũng có. Ban đầu nói là gái Sài Gòn hơi lo, hơi hồi hộp, tại lo. Mình là mình ở quê mà anh. Không ngờ là nó về quê, gần như mình làm gì cái nó xà vô làm nấy à. Nó dễ gần thật, nó thích ăn đậu hũ mà nhà gần lò đậu hũ. Cái đậu hũ tao mới vừa làm ra, mình hay mua đậu hũ nóng cho con ăn. Nó đâu có biết chiên, bắt chảo lên tà lanh đứng bấy nát hết trơn. Trời ơi, mình đi vô cái nó đấy, mình thấy nó xuống sắc, nó thấy theo tội nghiệp nó. Rồi chết rồi mẹ ơi, nát tan hết trơn rồi. Mình nó thấy nó tội nghiệp vậy đó, mình cười thôi. Những cái ngày đầu làm dâu á, có khó khăn gì không chị? Em tưởng tượng trong đầu á là về làm dâu là phải làm việc nhà dữ lắm, rồi lau nhà, quét nhà, giặt đồ, rửa chén. Em tưởng tượng rất là ghê gớm. Nhưng mà khi mà về rồi á, sáng á chỉ có dậy sớm, phụ lau nhà, quét nhà. Gần trưa rồi mới nấu bữa trưa. Nấu bữa trưa xong là xong, đi ngủ. Sự là em sống ở Sài Gòn nhỏ lớn, sống cùng gia đình, nên là em rất là dở mấy cái chuyện bếp núc, không biết nấu ăn. Em chỉ biết có mỗi chiên trứng và nấu mì gói thôi. Vụng về việc nhà này kia lắm. Nhưng mà khi mà về ở với mẹ là mẹ chỉ cho con một số món để con về con nấu cho chồng con ăn. Thì từ từ học cũng được vài món mẹ chỉ. Gái Sài Gòn nhiều khi ngán, sợ về với quê làm dâu á, nhất là về lấp giò Đồng Tháp nữa ha. Nghe thấy nó xa xôi lắm á. Về dưới thì cảm nhận mẹ chồng sao? Mẹ em rất là hiện đại luôn. Quá hiện đại. Nãy giờ tưởng mẹ ở trên Sài Gòn không nãy chứ. Giờ tưởng mẹ Sài Gòn, dạ. Tưởng em dưới quê không á. Thiệt luôn á. Nói cho nghe nè, đừng có lo hai đứa con quá rồi để bù xù. Lo cho con nhưng cũng là phải làm đẹp như mẹ nha. Dạ. Nhắc nó hoài anh ơi. Nhắc hoài đúng không? Nhắc hoài. Nói con ơi, đừng có thấy chồng thương quá rồi cái con cứ bỏ phế cái nó đi ra thiếu gì. Bây giờ gái đẹp nhiều ngoài, lỡ nó không thương con rồi cái không biết làm sao. Nhắc nhở nó làm tóc làm tay, mua quần mua áo. Đúng luôn đó. Dạ. Nè bây giờ chăm con thì chăm con, nhưng mà làm đẹp thì hỏi ý kiến của mẹ. Dạ.
Lúc mà em về làm dâu á thì thường là em sẽ chuẩn bị một số cái bộ đồ mà nó gọn gàng thôi để em nghĩ là em sẽ làm việc nhà. Nhưng mà hả, khi mà về xong rồi mẹ lúc nào đi ra đi vô mẹ nói con mặc đầm đi, con mẹ thấy con mặc đầm này em nè. Cái xong rồi buổi chiều mẹ lại thay đầm khác, ờ đầm này mặc cũng đẹp nè. Bữa nào mà mặc đầm mà hơi xấu xấu mẹ nói mặc đầm xấu quá đi thay đầm khác đi. Con dâu có bao giờ tự làm một món ăn nào đó, tự làm từ đầu tới cuối chưa? Dạ có, em có làm cái món bùi gà với nước mắm á, cái đợt gần đây mẹ lên á mẹ ăn mẹ nói à ngon quá, mẹ cứ nói con tự làm á. Mẹ nói ủa vậy hả, mẹ tưởng con đi mua. Cái nghĩa là mẹ trong đầu mẹ nghĩ là em không có khéo tay để làm được cái món ăn mà giống như ở ngoài tiệm như vậy. Nó xào mì ý ngon, xào mì ý khéo lắm. Số 1 luôn. Cô ơi, con thấy cô hiện đại quá mà sao cô không dọn lên sống chung với gia đình em cho vui cô. Tại mình người dân quê mà mình lên Sài Gòn chịu không nổi đâu. Tôi rất là cực, tôi làm suốt từ sáng cho tới làm gì? Tôi bán thuốc tây. Hả? Bán thuốc tây. Trời ơi. Dược sĩ ha. Dạ. Dược sĩ. Cái gì cũng có một chút, sản cũng có một chút, y thì cũng có một chút, cái gì chút. Dạ, vậy là quá may mắn cho con dâu rồi. Đúng không chị? Yeah. Lúc mà sinh hai bé thì mẹ đều lên chăm hết. Cũng một phần là do là lúc mà em mang vào bầu đứa đầu tiên á, là được 8 tháng. Chỉ còn 1 tháng nữa sinh thôi thì mẹ ruột em mất. Cũng rất là sốc buồn, mẹ cũng rất là sợ là cái em buồn á thì ảnh em hưởng. Sẽ sinh sớm ảnh hưởng tới con. Thì mẹ cũng chạy lên trên này ở với em mấy bữa. Cũng rất là sốc buồn, mẹ cũng rất là sợ là cái em buồn á thì ảnh em hưởng. Sẽ sinh sớm ảnh hưởng tới con. Thì mẹ cũng chạy lên trên này ở với em mấy bữa. Khi mà bà xui mất rồi cảm thấy thương nó nhiều hơn, nhiều lắm. Tại vì bây giờ trong ngoài chỉ có mình thôi. Có bao giờ con dâu làm điều gì đó cho mình buồn không? Dạ không có đâu Linh. Nó cũng khôn ngoan lắm. Không biết ở ngoài mặt nó vậy, không biết trong lòng nó làm sao. Thì mình không biết nó còn có gì nó cất ở trong trỏng không, mình không biết. Có cất gì không? Dạ chắc không. Em là người cũng thẳng thắn, em sao em bộc lộ ra hết. Nhưng mà có bao giờ buồn mẹ điều gì không? Dạ thì cũng có. Thôi lúc mà em mới phát hiện ra em có bầu thứ hai, thật sự là em bị bỏ kế hoạch. Thật ra lúc đó em cũng rất là lo lắng. Tại lúc đó là bé lớn cũng còn nhỏ, với lại em sinh mổ nữa. Thời gian sinh hai lần cũng gần quá. Em gọi điện về thông báo với mẹ. Nói mẹ ơi, con có đứa nữa rồi. Thì mẹ cũng giật mình, mẹ im lặng. Trái với suy nghĩ của em là mẹ khi mà mẹ nghe được có cháu nữa là mẹ sẽ vui. Lúc em cũng có nói với chồng em đó, anh ơi, không biết mình sinh đứa này ra rồi thì không biết là mẹ có thương nó không. Sau đó hả, em mới biết là thật ra là mẹ lo cho em quá. Em biết là mẹ rất là lo. Dạ. Sức khỏe của em dữ lắm, mẹ mới nói như vậy. Lúc đó mình không hiểu mẹ đúng không? Dạ, lúc đó không hiểu, lúc đó cũng buồn. Tự là sinh đứa thứ hai xong mẹ còn thương hơn nữa. Thế tại mẹ làm về dược y này kia mẹ cũng hiểu ha. Sanh hai đứa con mà mổ gần nhau thì rất là nguy hiểm luôn. Em thương mẹ như thế nào? Thật ra trước giờ em chưa bao giờ nói là em mẹ con thương mẹ, con yêu mẹ nhiều lắm. Con em không có bộc lộ như vậy, nhưng mà trong tâm của em thì em rất là yêu mẹ, em rất là quý mẹ. Phải nể mẹ nữa, tại lý do là ba chồng em mất sớm thì có một mình mẹ nuôi ba người con. Nuôi ba người con cũng lớn. Em có con rồi em mới biết là nuôi một đứa, hai vợ chồng bù đầu bù cổ mà mẹ nuôi ba người khôn lớn trưởng thành. Thì sao mẹ có thể sống qua cái khoảng thời gian đó được, rất là hay. Em rất là nể mẹ cái chỗ đó. Em có cảm giác là em có một cái lỗi gì với mẹ mà chưa bao giờ nói không? Cũng có, về vấn đề chăm con thôi. Thì mẹ gọi điện, mẹ nói con bệnh, nếu bệnh như vậy thì nên uống thuốc gì. Nhưng mà em dạ, nhưng mà thật ra em không cho nó uống. Em không mua. Nhưng mà xuất phát từ cái việc em cũng sợ là con em sẽ dùng nhiều kháng sinh. Xong rồi cái vài bữa là nó lại rất là nặng, nó bị bệnh nặng hơn. Thì lúc đó là cảm thấy là hối hận, không nghe lời mẹ. Thì sau đó là điện hỏi mẹ giờ uống thuốc gì. Tao là dược sĩ, tao biết hết mà không chịu nghe lời. Dạ. Có điều gì mà cô buồn con dâu mình không? Có. Lúc mới cưới chắc có lẽ nó bé này nó nhỏ quá, nó vô tâm á. Mình mỗi năm mình hay đi kiểm tra định kỳ một lần ở Sài Gòn. Đi vô bệnh viện sau tới trưa không thấy nó gọi thăm. Mẹ ơi, mẹ khám làm sao á, mẹ xong chưa, mẹ có ăn uống gì không? Em ru tới mình sắp sửa về, cái chồng nó hỏi. Cái nó mới hỏi hồi sớm giờ Phượng có gọi mẹ không mẹ? Cái nói không con ơi, chắc nó bận lắm rồi chứ không gì. Chút xíu làm ta tan tan ta gọi lại là chắc chồng đó. Chồng nhắc nhở đó. Dạ. Cái đó mình nghĩ là bé này nó nhỏ quá, thành ra nó hơi vô tâm vậy thôi. Dạ. Mấy lần sau tốt lắm, lần có bầu sau đó là mình đi khám ở bệnh viện, cái anh ta mà cái bầu to vậy nè mà chạy lại đem nước đem bánh đủ thứ, dặn cái nào ăn cái nào mang về. Dạ. Cái mình cảm động lắm.
Thấy thương cô hả? Thương. Mẹ nói là nên là con mới biết là con phải đính chính lại. Lúc mà mẹ nói là con không có quan tâm, mẹ không gọi điện cho mẹ lên khám bệnh. Nhưng mà thật ra lúc đó là chồng em á thì hay gọi điện cho mẹ lắm, hỏi mẹ đi tới đâu rồi, mẹ ăn uống gì chưa, cứ gọi liên tục trong suốt cái hành trình đi của mẹ. Còn em thì em không gọi cho mẹ, tại em hỏi chồng em đó, nghe đi tới hết đâu rồi. Nghe chồng em nói tới đâu tới, dạ, đâu, dạ, khám thế nào hết đúng dạ không? Mà có chồng em gọi rồi thì em nghĩ là em không gọi, em hỏi chồng em mà biết như vậy em yên tâm rồi. Thấy chưa, nói ra mới biết là mẹ cũng cần cuộc gọi, cần dạ tin nhắn của mình rồi. Dạ. Ý mình coi clip của anh chồng kìa, mình coi clip đi ha. Vợ chồng em có những cái cuộc cãi vã rồi là lớn tiếng đấu khẩu rồi kia, kiểu chiến tranh lạnh đồ. Nhưng mà mỗi lần như vậy đều mẹ đều là trọng tài đứng ra dàn xếp mọi chuyện, thì phần thắng lúc nào cũng nghiêng về vợ em hết. Em muốn hỏi mẹ là mẹ ơi, con là con ruột của mẹ hay là vợ con là con ruột của mẹ, và tại sao lúc nào cãi nhau vợ con cũng giành phần thắng mà không phải là con? Nói thì nói vui như vậy, mà thực sự thì em cảm thấy rất là vui. Vui vì vợ em có đồng minh là mẹ ruột của mình, và vui vì mẹ có cái người đồng minh là vợ em. Cảm ơn mẹ, cảm ơn mẹ vì tất cả mọi thứ. Cảm ơn vợ, cảm ơn người đã đồng hành sát cánh cùng anh trong những lúc anh khó khăn. Anh sẽ cố gắng để vun đắp thật nhiều, bù đắp cho em, bù đắp những cái ngày tháng em chịu cực chịu khổ cùng anh. Con là sẽ cố gắng để làm kiếm thật là nhiều tiền để dẫn mẹ và vợ năm sau mình gia đình mình đi du lịch. Ráng làm nhiều tiền để đưa mẹ đi du lịch hả? Mẹ có thích đi chung với cả nhà không? Cũng thích chứ anh Linh. Tại vì từ lúc cưới tới giờ thì cũng hơi thú, hoặc là mẹ cũng chưa có dịp đi đâu chơi vài ngày. Chỉ có hai người quê đi tới đi lui ở trong nhà không, mà không có đi đâu hết trơn. Mình có được một người con dâu quá ưng ý, cô có thấy sự thay đổi của con trai mình không? Có chứ em. Dạ. Bé này hồi đó nó chồng nó là thích bạn bè, mà đường từ ngày mà cưới vợ có con ra bây giờ là cài dữ lắm luôn. Dạ. Giỏi, bây giờ rất là giỏi. Vậy là trưởng thành rồi ha. Dạ dạ. Cũng mong rằng hai đứa trưởng thành nó làm có tiền nhiều nhiều để nó đưa mẹ du lịch cho vui cả nhà cả cửa nha. Cô có muốn con dâu của mình thay đổi điều gì hay không? Nó vậy là cũng tốt lắm rồi, cảm thấy ổn. Ngày hôm nay thì chị có mong muốn mẹ điều gì không? Mẹ biết là mẹ em thì hay lo lắng cho con cháu á, mẹ em lại hay bị đau bao tử với lại hay mất ngủ nữa. Em muốn là mẹ sẽ bớt lo lắng hơn, bớt lo nghĩ cho con hơn, tại vì hiện tại là cuộc sống gia đình của tụi con cũng ổn định rồi. Cảm ơn cô rất nhiều nha. Hai mẹ con ôm nhau nào, cứ ôm nhau hoài như thế cũng được ha. Một kỷ niệm gửi tặng gia đình để nhớ mình có tham gia chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Chúc gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.